Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thì mình tiếp tục uống cái cây me mà các bạn xem tiếp ha. Thì cái cây me này mình đã đăng cho các bạn xem rất là nhiều clip rồi, hình như là 5 4 5 lần gì đó các bạn ơi. Thì mình cũng nhớ cái ngày đầu tiên mà khi mà mình đăng lên cái clip đầu tiên mà mình định hình nó đó. Uống định hình cái me đó thì có bạn nói mình nó là tào lao, uống tào lao gì đó, cái cây người ta đẹp mà làm tào lao không biết gì đó. Thì có thể là các bạn chưa có biết được cái ý tưởng của mình các bạn, bởi vì khi mà mình uống cây mình thường chia sẻ các bạn đó, thì mỗi khi mình uống một cái cây, muốn làm một cái cây thì mình đưa ra ý tưởng trước rồi mình mới làm nó. Thì thường mình uống những cái cây nó đã có cành nhánh sẵn, rồi mình đưa ra ý tưởng mình uống luôn cho các bạn, là cuối cùng thì nó sẽ xong một cái cây luôn, nó hoàn chỉnh. Còn ở đây cái cây me này nó lại khác hơn các bạn. Ở đây các bạn thấy cái nhánh này nó thừa mình cắt bỏ nè. Ở trong cái cây me này thì các bạn biết rồi đó, lúc mà mình uống định hình đó, thì nó chỉ mới có mấy cái nhánh thôi, hình như là ba cái nhánh hay gì đó, hai ba nhánh vậy thôi hả? Còn như mình cắt bỏ hết rồi. À, thì nếu mà mình không có định hình, mình không cắt bỏ hết thì không có ngày hôm nay các bạn. Vấn đề nằm chỗ đó đó. Có nghĩa là khi khi mình làm á, thì mình chia sẻ thường ngày các bạn, khi làm một cái tác phẩm của mình á, thì mình phải có cái ý tưởng trước. À, cây đó mình sẽ làm cái dáng gì, bắt đầu mình giữ cái nhánh nó ở đâu, và sau này nó sẽ đâm ra ở chỗ nào, mình uống thêm như thế nào. Thì mình phải có cái lập trường trước các bạn, mình phải có cái ý tưởng trước ở trong cái bụng mình này, trong đầu mình hết. Thì đến khi nó ra thì mình uống thôi, uống theo cái ý tưởng của mình thôi. Thành ra có bạn không có nhìn thấy được. Có thể nói là cái cách uống của mỗi người thì mỗi khác nữa các bạn ơi. Nhưng nói chung quy thì theo như mình thì thực sự nếu mà mình nhìn cái người nào đó uống thì mình có thể mình đoán được. Bởi vì trong nghề với nhau mà, nó là vậy. Thành ra là các bạn cũng đừng có nên dội mà nhìn thấy cái mới thì chưa biết nó ra làm sao các bạn ơi. Thành ra mình để từ từ mình xem coi như thế nào, có thể góp ý thêm. Chứ còn ở đây thì mình cũng không có nói là mình hay, nhưng mà có cái là mình cũng biết làm các bạn. Thực sự thì bởi vì khi mà mình tập tành mình làm đến ngày hôm nay á, thì cái tuổi đời của mình cũng mấy chục rồi các bạn, thành ra mình cũng ít nhiều mình cũng biết được. Còn cái hay cái dở thì để các bạn có thể các bạn xem, có thể các bạn đánh giá cho mình, chứ còn mình ở đây mình không bao giờ nói hay đâu mà. Mà cho dù các bạn có nói mình hay đi nữa thì mình chỉ nghe vậy thôi, chứ còn thực sự mình cảm thấy là không có hay các bạn. Mình cảm thấy lúc nào thì mình cũng muốn học hỏi hết trơn, bởi vì cái bonsai các bạn biết rồi đó, nó muôn màu lắm. À, nó đột phá rồi nó sáng tạo rồi nó biến quá tùm lum hết trơn. À, cái đó là những cái hay đó mà mình thì các bạn biết rồi đó, mình lúc nào cũng muốn học hỏi sáng tạo biến quá của nó trong đó hết trơn. À, cái mà mình thích nhất là cái sáng tạo, cái mà cái gì đó lạ, cái gì đó mà nó không có giống như cái cũ. À, nó mới lạ thì mình rất là thích. Thì sau khi mình uống cái me đến đây thì nó đã gần xong rồi các bạn. Chứ còn một cái nhánh này nữa, ở đây nó có hai nhánh hai cành, nhưng mà mình giữ lại một chi đây thôi các bạn. Thì để mình dự định thì mình uống mình lấy một chi trên đó, nhưng mà chỗ đó thì nó lại nó có hai cái nhánh, để coi mình lấy cái nào ha. Còn những cái tay cạnh dưới thì mình đã hoàn chỉnh rồi đó. Thì bây giờ mình quyết định mình uống cái nhánh trên các bạn, cái nhánh lớn. Nào, mình uống nhánh này nè. Nhưng mà cái nhánh dưới mình vẫn giữ đó, để tại vì cái nhánh này nó hơi đơ lên các bạn, khi mà mình uống xuống nó không biết nó có bị gãy không. Nếu mà nó gãy thì mình cắt bỏ mình lấy lại nhánh dưới, bởi vì bây giờ mình giữ lại nhánh dưới luôn. Đó, thì mình vô hai cái vòng cộng dây nhôm để mình uống cái nhánh này các bạn. Sau khi mình nắng nó xuống thì nó tạm ổn các bạn ơi. Thì nó được thì mình mới cắt bỏ cái nhánh thừa đi nè. Nó gồm có hai nhánh thì mình uống mình giữ nhánh thôi, còn nhánh mình cắt bỏ luôn.
Ở đây thì mình cho nó ra một cái tay cành đó các bạn. Thì mình dự định là ở trên nữa, ở trên ngọn nữa, mình giữ cái ngọn với lại uống thêm hai tay cành nữa các bạn. Thì vừa mình không cho lên nữa. Lúc đó là mình lợp cho nó đầy cái tán ngọn luôn, nó xum xuê trở xuống các bạn ơi. Ở đây thì cái cây này thì mình uống theo cái lối cây trực lắc các bạn. Các bạn thấy thì sau khi mình uống cuối cùng cái cây nó đã hoàn chỉnh đó nè. Hoàn chỉnh trong một cái giai đoạn này thôi, còn mình có thể mình nuôi tiếp nữa các bạn ơi. Thì đây mình uống cái cây này là theo cái thô cái lối cái thế trực lắc đó các bạn. Trực lắc nhưng mà cái phông của mình nó không cao. À, nó cũng na ná như cái trực lắc trực bài của người ta thôi, nhưng mà của mình thì nó lại nó cao. À, mình dựa vô cái thế trực bài để mình uống ra cây này các bạn. Nhưng mà ở đây mình sử dụng cái cành đó là cành lợp với cành lã các bạn ơi. À, cái cành trên cao là cái cành đó là cành lã đó các bạn. Cành này nè. Thì ở đây cái ngọn này hồi đó mình các bạn nhớ không, mình cắt bỏ cái ngọn này, mình giữ lại cái nhánh mình nâng lên thành cái ngọn nè. Thành ra chỗ đây thì lại nó có cái à, cái ngọn này thì nó lại lên sao nè. Dưới đây nó ép nó lúc mình uống lên thì nó bị hư cái khúc mình quấn lại các bạn. Thì ngay chỗ này sau này mình dự định là mình dùng cái tay cành ở đây nữa các bạn, lấy cái này làm một chi đây nữa. Thì cái này nhỏ nhỏ này nữa mình cắt giật mình lấy cái này lên làm ngọn nè. À, sau khi mình cắt ngay đó đó thì dưới đây nó có một cái mắt nó đang chuẩn bị nó đâm ra nữa, mình lấy một tay ở đây nữa các bạn, có một chi cành đó nữa cho nó về cái hướng của mình nè. Còn cái này nữa mình cắt bỏ thì cái ngọn của nó sẽ ra tới đây thành một cái tam giác. À, một bên đây thì nó sẽ ngắn nè. À, tổng thể nó là nó thành một cái tam giác các bạn. Thì cái phần thân này nè, từ đây trở lên là nó sẽ dày, tới trên đỉnh nó sẽ bít hết cái đoạn này. Còn từ cái phần này trở xuống thì nó sẽ chống các bạn tới gốc luôn. À, thấy không? Nó sẽ lộ cái phần thân của nó ra. À, những cái co lắc của nó sẽ bị lộ ra tới đây, từ đây trở lên là nó kín các bạn. Đó, lên tới trên đây nó kín hết, lên tới đỉnh luôn đó. Thì nó ở chỗ phần này cũng vậy nè, cho nó ra nó kín luôn, lấp những cái phần này thành một, tạo ra một cái tam giác không đều các bạn, tạo ra một cái tam giác như vậy nè. Đó, lên vót nó tới đỉnh, mặt bên đây thì vót trở xuống tới những cái tay cạnh dưới nè bạn, thấy không? Đó, một bên bên đây là bên ngắn nè, bên tay phải của mình nó là nó ngắn các bạn. Còn ở bên trái này, bên đây nè, bên đây bên ngắn nè, còn bên trái này thì mình cho nó dài ra, tạo ra một cái khối tam giác bên ngắn bên dài các bạn. Đó, sau khi nó ra lá thì nó sẽ phủ kín cái phần trên luôn, ở phần dưới thì nó lộ hoàn thân ra. Đó, các bạn nhìn xem coi sao thì nhớ góp ý cho mình ha. Thì ở đây để mình nói về cái phần thường các bạn thường hay hỏi là cái cành lợp. Mình thì mình nói mình uống theo lối cành lợp, thì cái cành lợp là như thế này nè các bạn. Để mình chỉ các bạn cho nó chi tiết ha. Cái cành lợp đây, cái cành này là cành chính nè. Nó sẽ đi ra. Nó lên đây là lợp nè. Ở đây nó sẽ đi ra nữa. Thì nó là cành chính. Thì mình dùng cái cành đi lên này để mình lợp nó các bạn. Đó, mình uốn éo nó ra thành những cái tay cành nữa, ngắn hơn cái cành dưới cành chính đó, nó sẽ thành tạo ra một cái cành dày lên trên đây nữa các bạn. Nó thay vì cái một cành thì nó lại nó không có chiều cao chiều dày của nó các bạn. Đó, thì mình dùng cái cành lợp đó để mình lợp nó đầy lên, nó thành một cái tay cành rất là dày các bạn. Đó, bên đây cũng vậy nè các bạn, thấy không? Cái tay cành đầu tiên đó nè thì nó sẽ đi ra. Ở đây thì mình vận dụng lợp hai cái cành lợp đúng không bạn. Cái cành lợp này là cái cành lợp 3D nè, mà thấy những cái co lắc lên lắc xuống nó lượn không đó, nó tạo cái cảm giác 3D. Mình nhìn cái chiều nào nó cũng có chiều sâu hết bạn, cũng có bề dày của nó hết. Còn cành này là cành lợp chính nè, nhưng mà mình dùng cái cành lợp này mình giật nó trở về các bạn, rồi mình lắc nó trở ra. Thành ra cái lối mà mình uống ở đây thì các bạn thấy rồi đó, nó không có giống cái nào hết các bạn. Tức là mình vận dụng nhiều cái trong đây để mình cho ra một cái tác phẩm riêng của mình các bạn ơi. Cái cành này là cái cành mình thả rừng nó nè các bạn. Đó, để cho nó
sau này nó lớn mạnh ra nó thêm để nó lớn cái tay cành này nè các bạn. Đó, cứ ở ngoài nó lớn thì cái cành này lớn thêm. Đó, mình tả cái này cho nó lớn thêm này. Thì sau khi nó hoàn chỉnh thì mình cắt cái nhánh dài thả này bỏ đi. Đó, nó lại vậy đó các bạn. Đó, các bạn thấy cái cành lợp không? Nó lên nó sẽ lợp thêm thì nó sẽ dày một cái tán xum xê các bạn. Để nó lấp đi cái khoảng giữa hai cái tay cành hai bên, cành cao cành thấp thì cái khoảng giữa nó sẽ lấp lại. Đó, nó sẽ thành một cái cành xum xê, một cái cây xum xê các bạn. Còn đây là cành phong à, cái cành này người ta thường gọi là cành phong, nó nở đằng sau cái mặt mặt sau của cây các bạn. Mặt nhìn thì ở hồi nãy mình có đứng đằng trước mình chỉ đó, thì cái này là mặt sau. Thì cái cành phong này nó sẽ có tác dụng là ấm cái cây các bạn, nó sẽ bích cái đằng sau lại hết. Nguyên cái sau lưng là nó sẽ cái nguyên một cái bộ tán nó dày từ trên đây nè. Nó dày trở xuống dưới. Cái tay cành này, tay cành trên nữa. Thì mình cũng dùng nó lợp luôn các bạn. Đó, để cho nó kín luôn. Đó, cành này là cành chính ở dưới nè các bạn thấy không? Khi lên cành phong nó lợp ra nó cũng vậy nè. Mình uống theo lối 3D hết. Đó là cách uống 3D của mình. Dựa trên cái cây trực bài các bạn. Nên mình cho ra một cái tác phẩm nó hơi lạ lạ. Nhìn nó bắt mắt các bạn. Thì các bạn nào chưa xem những cái clip trước á, thì mình có để cái đường link ở dưới cái phần trả lời tin nhắn các bạn. Các bạn có thể vô đó xem lại những clip trước của mình ha. Thì video của mình đã đến kết thúc rồi. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo ha. Các bạn xem video cũng nhớ chia sẻ mọi người cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh của mình phát triển các bạn ơi. Xin chào.